án làm chấn động dư luận mà Trương Mỹ Lan là trung tâm, cơ quan điều tra đã tiến hành một loạt biện pháp ngăn chặn tài sản nhằm thu hồi và đảm bảo khắc phục hậu quả cho SCB. Từ việc tạm giữ hàng ngàn giấy tờ quyền sử dụng đất và công trình xây dựng đến kê biên bất động sản, siêu xe, du thuyền và phong tỏa tài khoản ngân hàng với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu USD. Liệu số tài sản khổng lồ này có thực sự đủ để bồi thường cho số tiền hơn 760.000 tỷ đồng mà bà Lan và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB? Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Kê biên núi tài sản của Trương Mỹ Lan để khắc phục cho SCB. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ngoài các trách nhiệm pháp lý mà các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo và đồng phạm gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê biên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Theo đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền gần 599 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền, phong tỏa hơn 1.890 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD của các bị can, ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng SCB. Đối với bị can Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, kê biên 1.237 bất động sản, trong đó khu nhà đất số 19, 21, 23, 25 phố Huế, quận 1, nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5, số 66 Phó Đức Chính, quận 1 cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó, còn có một sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác. Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá, tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an đánh giá hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, có dự mưu từ trước, được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có kịch bản. Các bị can đã thao túng, lũng đoạn, bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện phạm tội. Đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi, xảo quyệt. Hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế, kết luận nêu. Làm rõ tài sản Trương Mỹ Lan dùng khắc phục hậu quả. Để khắc phục hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB trong vụ án, bị cáo Lan đề nghị bán nhiều tài sản. Bị cáo đề nghị bán khách sạn Đại U Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Cạnh đó, bị cáo Lan nói bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Play Liễu Giai Hà Nội với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD.
Đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết, trên thực tế, tòa nhà Capital Place, Liễu Dài đang được trả giá 360 triệu USD chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo mong muốn. Bị cáo Lan còn khai, trước đây bị cáo từng dùng 920 tỷ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị hiện giá thị trường, số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với số cổ phần này, hội đồng xét xử xác nhận, con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào. Hội đồng xét xử cũng cho biết, con gái bị cáo có đề nghị được bán nhà máy sản xuất vaccine thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Lan đồng ý. Tuy nhiên, trong số các bất động sản sở hữu, bị cáo Lan xin được giữ, không kê biên căn biệt thự nằm tại số 112 Võ Văn Tần, đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời bị cáo, đây là căn biệt thự do gia đình bị cáo mua với giá 700 tỷ đồng. Sau đó, gia đình bị cáo cho trùng tu, sửa chữa suốt 5 năm, đến nay vẫn còn dang dở. Bị cáo Lan nói đây là biệt thự cổ cần được bảo tồn nên xin để cho con gái bị cáo tiếp tục thực hiện việc trùng tu. Trước đó được xác định là bị hại trong vụ án, đại diện ngân hàng SCB đã có một số ý kiến về số tiền thiệt hại cũng như kiến nghị về tài sản. Ngân hàng SCB cho biết hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 là hơn 762.000 tỷ đồng chứ không phải hơn 498.000 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Ngân hàng SCB cho rằng vật chứng của vụ án là 1.166 tài sản. Về số tài sản này, SCB mong muốn tòa tuyên giao cho SCB toàn quyền tiếp quản, xử lý. Đối với những tài sản được xác định là vật chứng của vụ án có nguồn gốc sở hữu của SCB, thì ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB xử lý. SCB đề nghị kê biên tài sản của các bị cáo trong vụ án cũng như tổ chức cá nhân liên quan. Đề nghị kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tài sản của các cá nhân và công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. SCB yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các công ty thẩm định giá do nâng khống giá trị tài sản, ghi lùi ngày chứng thư, gây thiệt hại cho SCB. Trong phiên xét xử ngày 28 tháng 3, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại SCB trình bày tại ngân hàng này không có ý kiến về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, đề nghị hội đồng xét xử xem xét các yêu cầu gồm chấp thuận con số thiệt hại của SCB tạm tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 là 761.802 tỷ đồng, bao gồm gốc và lãi. Buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ số tiền này cho SCB. 2. Chấp thuận giao cho SCB được toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo là vật chứng. Trong trường hợp cần thiết, SCB có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý. 3. Chấp thuận cho SCB được nhận lại toàn bộ các tài sản và các quyền tài sản đã bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi, kê biên, phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hối lộ vì có nguồn gốc từ tiền của SCB bị chiếm đoạt chứ không phải tài sản là sở hữu riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần phải trả lại cho SCB để khắc phục hậu quả vụ án. 4. Cho phép SCB thu hồi nợ đối với số tiền từ các tài khoản thanh toán và số tiền tiết kiệm của bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Cao Việt Dũng, người khác đứng tên hộ và bàn giao để SCB xử lý các tài sản mà các bị cáo đã tự nguyện đề nghị khắc phục hậu quả của vụ án, giảm thiệt hại cho SCB. 5. Giao cho SCB được toàn quyền xử lý dự án 6A, chuyển nhượng, nhận tiền từ việc bán, cho thuê dự án nhằm mục đích khắc phục thiệt hại. 6. Giao cho SCB 65 tài sản liên quan, không bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào tại SCB, nhưng các tài sản này có liên quan đến dòng tiền giải ngân từ các khoản vay sai phạm tại SCB của nhóm công ty cá nhân trong hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên phải giao cho SCB khắc phục hậu quả vụ án. 7. Đề nghị giao tài sản là bất động sản 117 Pasteur cho SCB toàn quyền quản lý khai thác sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án. 8. Chấp nhận cho SCB được quyền nhận lại các dự án mà SCB đã cấp vốn tín dụng đầu tư. 9. Đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xác minh các tài sản của những tổ chức, cá nhân có liên quan khác, có nguồn gốc hoặc liên quan đến 1.284 khoản vay của SCB. 10. Yêu cầu công ty Âu Lạc và Hạ Long thực hiện đúng nghĩa vụ của bên thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.
cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Mỹ Lan phải bồi thường SCB. Theo lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, vì điều kiện gia đình khi đang làm việc tại Hà Nội, bị cáo chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và được bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB tin tưởng, đưa về làm phó giám đốc ngân hàng SCB từ tháng 7 năm 2013. Tháng 12 năm 2013, sau khi Lê Khánh Hiền nghỉ việc, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý cho Võ Tấn Hoàng Văn làm tổng giám đốc ngân hàng SCB, thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở. Đến tháng 7 năm 2020 thì nghỉ việc. Giai đoạn từ ngày 18 tháng 11 năm 2013 đến ngày 11 tháng 12 năm 2017, bị cáo Văn đã ký hồ sơ cho vay khống và giải ngân 290 khoản vay của 228 khách hàng để bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 60.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, bị cáo Văn ký hồ sơ cho vay khống và giải ngân đối với 348 khoản vay của 175 khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 192.400 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 101.200 tỷ đồng. Chủ tọa hỏi, vì sao ngân hàng SCB huy động tiền hơn 511.000 tỷ đồng, nhưng hầu hết chỉ cho bà Trương Mỹ Lan vay, còn lại 10% mới cho người khác vay. Bị cáo có thấy ngân hàng trở thành công cụ của bà Trương Mỹ Lan không? Bị cáo Văn khai, thời điểm đó bị cáo rất tin tưởng tài năng của bà Trương Mỹ Lan sẽ giúp ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu sau khi sát nhập ba ngân hàng. Bị cáo nói thời điểm này, ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn do phải tự tái cơ cấu, cần một điểm tựa để phát triển. Chính niềm tin đó nên khi thấy các khoản vay của bà Lan, bị cáo tin tưởng sẽ có hiệu quả để bà Lan giúp ngân hàng vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Bị cáo tin tưởng vào sự điều hành của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Văn trả lời. Bị cáo Văn cũng cho rằng có ý kiến của bà Lan, bị cáo mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc SCB. Sau đó, mỗi tháng bà Lan lại gọi cho bị cáo 1-2 lần, nói bâng quơ về việc cần một khoản tiền. Bị cáo Văn khai. Bị cáo Văn thừa nhận, sau những cuộc gọi đó, bị cáo hiểu là phải thực hiện ký khống hồ sơ cho bị cáo Lan vay tiền. Cũng theo bị cáo Văn, có hai căn cứ khiến bị cáo tin tưởng bà Trương Mỹ Lan. Cách bà Lan đối xử với lãnh đạo, cấp dưới của ngân hàng SCB qua các thời kỳ và nhìn vào khối tài sản, chiến lược phát triển dài hơi của bà Lan. Xin hội đồng xét xử xem xét, bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi. Vì vậy, trách nhiệm bồi thường phải thuộc về bị cáo Trương Mỹ Lan, chứ không thể là người làm thuê như bị cáo Văn nói. Cựu tổng giám đốc SCB Chợ Lớn nói nếu không nghe lời sẽ bị sa thải. Trong phần bào chữa của các bị cáo, luật sư tiến hành bào chữa cho nhóm các bị cáo là cựu lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng SCB. Nhóm các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra. Bị cáo Võ Triệu Lân làm việc tại ngân hàng SCB qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau như giám đốc ngân hàng SCB Chợ Lớn, giám đốc vùng SCB. Kết quả điều tra xác định từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015, Võ Triệu Lân với vai trò là giám đốc ngân hàng SCB Chợ Lớn đã ký 35 tờ trình thẩm định đồng ý cho 18 khách hàng là các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 35 khoản tại ngân hàng SCB. Tổng dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 12.766 tỷ đồng. Võ Triệu Lân biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiền để nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng trái phương án vay vốn. Hành vi của bị cáo Võ Triệu Lân đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.637 tỷ đồng. Bào chữa cho bị cáo Lân, luật sư cho rằng cần đánh giá lại hành vi, vai trò của bị cáo trong vụ án này. Theo luật sư, bị cáo Lân đã làm theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB và chấp nhận bỏ qua quy trình cho vay thông thường, cũng do tin tưởng lãnh đạo. Luật sư cũng cho rằng thân chủ của mình đã từ chối ký một số khoản vay khi phát hiện ra nhiều vấn đề không bình thường. Do đó, bị cáo đã bị lãnh đạo chiếu và không nhận được giấy khen hoặc phần thưởng nào. Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Võ Triệu Lân cho rằng với trách nhiệm của mình, bị cáo khi xem hồ sơ của 18 khách hàng đã nhìn thấy nhiều vấn đề và xin ý kiến lãnh đạo hội sở SCB. Tuy nhiên, được yêu cầu là ký chấp thuận cho vay nhằm hợp thức hóa các khoản vay.
Trước hội đồng xét xử, bị cáo Võ Triệu Lân nói đây là nhiệm vụ cấp bách để tái cơ cấu ngân hàng, nếu không ký sẽ bị sa thải. Bị cáo Lân cũng nói rất hối hận, tủi nhục do hành vi của mình đã gây ra và trình bày một số tình tiết giảm nhẹ, mong hội đồng xét xử xem xét. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Phụng, đoàn thanh tra, luật sư đề nghị xem xét lại tình tiết cho rằng bị cáo là người tham mưu cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục 2 Ngân hàng Nhà nước để làm trái công vụ. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo khác trong đoàn thanh tra thống nhất về tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố, nhưng đề nghị xem xét bị cáo không được cung cấp đầy đủ thông tin nên không nhận ra được những bất thường sai phạm trong quá trình thanh tra. Các bị cáo luôn ý thức trách nhiệm của mình, đã rất ăn năn, hối hận vì những hành vi sai phạm. Việc tạm giam bị cáo thời gian qua đã đủ răn đe đối với bị cáo, mong hội đồng xét xử xem xét. Bản luận tội của Viện Kiểm sát dành cho Trương Mỹ Lan. Tại phần luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát, cơ quan thực hành quyền công tố đã xác định lại số tiền mà bị cáo này chiếm đoạt của SCB. Viện Kiểm sát cho rằng, với mục đích chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã can thiệp, chi phối, chỉ đạo hàng loạt lãnh đạo, cán bộ SCB, lãnh đạo chủ chốt ở các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các công ty ma, từ đó thực hiện hành vi trái pháp luật. Thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã chiếm đoạt số tiền 677.286 tỷ đồng của SCB. Trước đó, cáo trạng xác định hơn 304.000 tỷ đồng. Đây là số tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội, không hề ăn năn mà còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và nhiều người khác ở SCB. Viện Kiểm sát cũng nhận định hành vi phạm tội của bị cáo này gây dư luận xấu trong xã hội cũng như dư luận quốc tế về kiểm soát, điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ của Việt Nam. Cần loại bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa hành vi phạm tội tương tự. Theo Viện Kiểm sát, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, 80 bị cáo khác đều ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, làm rõ bản chất vụ án nên được đề nghị xem xét, giảm nhẹ hình phạt nhằm thể hiện sự ghi nhận đối với việc hợp tác tích cực của họ. Nhiều bị cáo không có vai trò quyết định, phạm tội trong tình thế giúp việc cho người nắm quyền lực thực tế tại SCB. Nếu không làm sẽ bị cho nghỉ hoặc sẽ bị chuyển qua làm việc khác nên phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhiều bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. Một số bị cáo là nhân sự tại SCB, Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức, không được hưởng lợi từ số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với nhiều bị cáo từng làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, khi phát hiện sai phạm tại SCB, đã có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý, nhưng không có quyền quyết định, không bảo lưu được quyết định của mình. Viện Kiểm sát cũng đề nghị xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Cũng theo nội dung luận tội, các bị cáo trong vụ án đều là người có trình độ học thức, đầy đủ năng lực để nhận thức điều gì không phù hợp, điều gì trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, chỉ vì tư lợi, động cơ cá nhân, họ đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo xâm phạm quy định về quản lý kinh tế, gây thất thoát, thiệt hại tài sản lớn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vì thế, xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ và từ 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.